Khi mà mình tập luyện nhiều á, nhưng mà mình cung cấp dinh dưỡng không đủ thì nó cũng là một cái nguyên nhân mà gây cho mình không thể giảm cân. Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai vậy anh? Khi mà đi tập luyện á, mình tập giữa các set mà thời gian nghỉ của mình nó quá lâu hoặc là nó không đủ, nó không đúng á, thì nó cũng là một nguyên nhân gây ra cái việc mà không thể giảm cân trong khi mình luyện tập nhiều. Vậy thì quan điểm này đúng hay sai ạ? Anh Nhắc ơi, vậy thì anh nghĩ sao về quan điểm khi mà luyện tập á, mình bắt buộc và phải ăn kiêng thì mới giảm được cân? Vậy thì quan điểm này đúng hay sai vậy anh? Xem lại coi anh mua đề nữa. Dạ, hôm nay là sau 2 tháng em luyện tập á, nhưng mà một vài chỉ số trên tờ InBody của em nó lại không có thay đổi lắm. Giống như là về số lượng cơ với lại cân nặng của em nó cũng không có thay đổi nhiều. Em không biết là có bị sai ở đâu hay không. Nhưng mà không biết em có ăn vặt không? À, cũng có, em cũng có Tại hay ăn vì cái thói quen ăn vặt này là nhiều người khó bỏ lắm á. vặt. À, vậy nếu vậy là bình thường em không có ăn vặt nhiều, em chỉ ăn vặt một 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 bữa trên một buổi thôi. Vậy nhưng mà vậy nó cũng có ảnh hưởng tới cân nặng nữa hả anh? Một phần, nhưng mà có thể là do một vài yếu tố trong quá trình tập luyện 2 tháng qua của em, phương pháp tập cũng như cường độ tập có thể là nó không phù hợp với em, thì có thể là nó sai ở một chỗ nào đó mà nó gây ra cái ảnh hưởng kết quả không thay đổi này. À, vậy thì hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu về nguyên nhân và tại sao là luyện tập nhiều không có kết quả ha anh. Ok. Xin chào mọi người, lại là mình đây, mình tên là Minh Hằng, mình đến từ câu lạc bộ NowFit. Chào mọi người, mình là Giác Phan, hiện tại mình đang là Master Trainer cho NowFit. Đến với chương trình NowFit Talk, mình sẽ tổng hợp tất cả các kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng hay luyện tập cùng với các master giàu kinh nghiệm tại câu lạc bộ sẽ cho các bạn cái nhìn khách quan hơn trên quá trình thay đổi hình thể của bản thân mình nhé. Đến với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến một cái chủ đề mà mình thấy là khá thường xuyên và nhiều bạn gặp phải và chính bản thân mình cũng đang gặp phải. Đó chính là chủ đề là không thể giảm cân trong khi mình đã luyện tập rất là điều độ và đầy đặn rồi. Anh Giác ơi, vậy thì cho em hỏi sơ qua về một vài cái nguyên nhân mà khiến mình không thể giảm cân trong quá trình luyện tập được không ạ? Về vấn đề giảm cân thì chúng ta phải có hiểu về cơ thể một tí xíu. Thì trong quá trình chúng ta ăn uống hàng ngày cộng với lại quá trình nếu chúng ta có tập luyện thì chúng ta cần phải cân đong đo đếm được cái hàm lượng calorie mà hàng ngày chúng ta ăn vào cộng với lại cái hàm lượng năng lượng mà chúng ta đốt ra bên cạnh với việc tập luyện. Thì việc quá trình mà để có thể giảm cân được tối ưu và hiệu quả thì chúng ta cần phải hiểu rõ cơ thể chúng ta đang nằm ở mức độ sức khỏe ra sao thì sẽ lựa chọn cái cường độ phù hợp để tập luyện. Và cái hàm lượng calorie chúng ta ăn hàng ngày cần phải ít hơn cái lượng năng lượng mà chúng ta đốt ra thì cái việc giảm cân nó mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Và như thường lệ em sẽ trao lại cho anh hai bạn đúng sai và anh có thể giúp đỡ em và các bạn có những cái nhìn khách quan hơn trong chủ đề này ha. Với câu hỏi đầu tiên mà em nhận được từ các bạn khán giả đó là khi mà mình tập luyện nhiều á, nhưng mà mình cung cấp dinh dưỡng không đủ thì nó cũng là một cái nguyên nhân mà gây cho mình không thể giảm cân. Vậy thì câu quan điểm này là đúng hay sai vậy anh? Thế anh nghĩ là đúng á. Trong quá trình giảm cân thì cái việc mà cung cấp dinh dưỡng là rất quan trọng. Quan trọng ở đây có nghĩa là giống như hồi nãy anh vừa nói, cái việc tập luyện nó là cái giúp cho chúng ta đốt cái năng lượng. Nhưng mà cái việc ăn uống nó sẽ là cái việc giúp cho chúng ta quyết định kết quả có hay không. Tại vì trong quá trình tập luyện em đốt năng lượng calorie mỗi ngày, nhưng mà trong quá trình ăn uống, ví dụ như em không biết cách lựa chọn thực phẩm, em toàn ăn những cái thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc là có nhiều năng lượng hoặc là nhiều đường đi thì cơ thể của em nó sẽ nạp vào cái lượng calorie rất là cao thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảm cân của chúng ta. Đôi khi có nhiều bạn tập luyện rồi ăn uống nhưng mà không biết cách lựa chọn hoặc là nạp dinh dưỡng không đúng đi, cái tỷ lệ các thành phần như protein hay chất béo hay chất xơ chất đạm nó không đầy đủ, không cân đối thì thành ra kết quả là không giảm cân mà thậm chí là còn bị tăng mỡ nữa. Em vừa nhận được một câu hỏi từ một bạn khán giả, đó chính là khi mà mình tập thể dục thường xuyên á, nhưng mà mình không có tăng cái cường độ tập luyện của mình lên thì nó cũng là một nguyên nhân khiến cho mình không thể giảm cân. Vậy thì quan điểm này đúng hay sai vậy anh? Theo anh nghĩ á, thì nửa đúng nửa sai luôn. Thì mình cần phải nắm mấu chốt là
cơ thể chúng ta là một cái cỗ máy rất rất là khoa học và tinh tế, ở chỗ là nó sẽ rất là dễ thích nghi với các cái điều kiện tác động bên ngoài đi vào cơ thể của chúng ta. Thì cũng giống như tập luyện, khi chúng ta mới bắt đầu, cơ thể chúng ta sẽ có một sự thay đổi cực kỳ nhanh, và các bạn cũng sẽ cảm nhận được là cơ thể mình nó tăng cân, tăng cơ hoặc là giảm mỡ rất là nhanh luôn. Nhưng mà đến một giai đoạn đó, khi chúng ta tập các cường độ giống như nhau, từ lúc mới bắt đầu tới lúc sau này, cơ thể chúng ta nó sẽ có khả năng là ghi nhớ, đặc biệt là cơ bắp của chúng ta nó đã ghi nhớ và nó cảm thấy rất quen thuộc với những bài tập và cường độ này, nó đã quá bình thường. Bắt đầu cơ thể chúng ta nó đã quá bình thường rồi, thì cái việc tốc độ thay đổi về tăng cơ hay là về giảm mỡ đến thời điểm đó nó sẽ bị chững lại, và cũng sẽ là một trong những nguyên nhân khiến cho cơ thể chúng ta không thể phát triển tiếp trong quá trình tăng cơ hoặc là giảm mỡ đi. Anh Nhất ơi, em vừa mới nhận được một comment từ một bạn khán giả. Bạn đã nói rằng là khi mà đi tập luyện á, mình tập giữa các set mà thời gian nghỉ của mình nó quá lâu hoặc là nó không đủ, nó không đúng á, thì nó cũng là một nguyên nhân gây ra cái việc mà không thể giảm cân trong khi mình luyện tập nhiều. Vậy thì quan điểm này đúng hay sai ạ? Theo anh nghĩ là đúng nha. Đó là một thực trạng ở trong phòng gym anh thấy rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn có tìm hiểu thì ví dụ các bạn đã tính toán được cái hàm lượng calorie ăn vào một ngày để có thể giảm cân rồi, thì đương nhiên các bạn cũng sẽ tính toán được là một ngày nếu như chúng ta tập luyện thêm 1 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ đốt được bao nhiêu calorie. Và cái vấn đề nó nằm ở chỗ là trong đầu chúng ta dự tính là đi tập 1 tiếng chúng ta có thể đốt được khoảng 300, thậm chí là 400-500 calorie. Nhưng mà các bạn quên một điều là mỗi lần các bạn đi tập, có nhiều bạn trẻ hay có một cái vấn đề là vào một cái động tác các bạn tập, các bạn mệt quá, các bạn tập mệt quá sau bắt đầu sẽ ngồi nghỉ, nhưng mà vô tình các bạn sẽ gặp một người bạn, các bạn nói chuyện vui quá hoặc là thậm chí bấm điện thoại là nhiều nhất. Thì khi các bạn bấm điện thoại, lướt Facebook, lướt các mạng xã hội, các bạn quên đi cái thời gian nghỉ của mình. Thì ví dụ một sau một động tác giữa các hiệp có thể là 30 giây hoặc 1 phút thôi, nhưng mà vô tình các bạn lại để ý nghỉ tới tầm 2 phút hoặc thậm chí là 5 phút, có bạn là cả 10 phút luôn. Mới tập có một set mà là đã mất hết gần 5 phút, 10 phút nghỉ. Thì nó sẽ giống như một cái hệ thống chiếc xe, khi các bạn đang làm cho nó nóng lên, các bạn tự nhiên các bạn để nguội đi. Nguội đi thì bắt đầu các bạn lại phải làm nóng lại từ đầu. Thì thật sự cái hiệu quả chất lượng trong một buổi tập của các bạn á, nó sẽ không đạt được cái mức tối ưu. Vì vậy nó cũng tương đồng với việc là năng lượng các bạn đốt được trong một tiếng đồng hồ đó nó không đáng kể so với dự tính ban đầu của mình. Vậy thì kết quả suy ra là các bạn tập luyện theo cái cách đó, các bạn không cân đối được thời gian nghỉ giữa hiệp, thì một tuần, hai tuần, thậm chí là một tháng, hai tháng có thể là sẽ không đạt được kết quả như các bạn mong muốn, giống như em. Dạ. Vậy thì anh Giác nghĩ sao về quan điểm tập càng nhiều, tập càng nặng thì giảm cân càng nhanh ạ? Anh nghĩ sai nha, không đúng đâu. Giống như lúc đầu anh cũng có nhấn mạnh một vài cái yếu tố về vấn đề cường độ tập luyện. Để giảm cân chúng ta cần nắm rõ được cái hàm lượng calorie in và calorie out. Còn cái việc tập luyện càng nhiều càng nặng là nó thực sự là không cần thiết. Tại vì cơ thể chúng ta, cái việc quan trọng nhất là cần phải lắng nghe được cơ thể của mình. Ví dụ các bạn mới tập luyện hay các bạn đã tập luyện được 3 tháng, 6 tháng, thì mỗi cái thời gian tập luyện nó sẽ tương ứng với lại cái cường độ khác nhau. Việc tập càng nặng thì càng nhiều đi, thì nó sẽ làm cho cái áp lực lên xương khớp nè, lên cơ thể của các bạn rất lớn, và nó sẽ vô hình chung làm cho cái quá trình hồi phục lại của cơ thể trong ngày hôm sau hoặc là trong ngày hôm tới để các bạn đi tập nó không kịp hồi phục, thì thành ra cái buổi tập luyện kế tiếp của các bạn nó sẽ không thể nào đạt được cái hiệu quả như ngày hôm nay. Và cái việc tập luyện giảm cân thì anh cũng muốn nói với các bạn, chia sẻ với các bạn mọi người là hãy biến cái việc tập luyện thể dục thể thao, ăn uống khoa học và duy trì vóc dáng giảm cân này trở thành một cái thói quen. Một cái thói quen tốt hàng ngày các bạn sẽ duy trì từ bây giờ và cho đến sau này. Chứ đừng coi nó như một cái lộ trình ngắn, các bạn phải ép bản thân mình tập cho nặng thật là nhiều, cường độ cho cao, ăn thật là kiêng, ăn thật là kỹ. Thậm chí là có nhiều bạn không ăn gia vị luôn. Nhưng mà các bạn chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn và cơ thể của bạn sẽ bị stress rất là nhiều. Vì vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảm cân cũng như là cái kết quả mà các bạn đang mong muốn đạt được. Anh Nhất ơi, vậy thì anh nghĩ sao về quan điểm khi mà luyện tập á, mình bắt buộc và phải ăn kiêng thì mới giảm được cân? Vậy thì quan điểm này đúng hay sai vậy anh? Em nghĩ thì nửa đúng nửa sai. Anh muốn dùng cái từ là ăn uống khoa học, hợp lý hơn là cái từ dùng ăn kiêng. Tại vì người Việt Nam mình á, lại có một cái suy nghĩ sai lầm, ăn kiêng là cứ là phải ăn gạo lứt,
ăn đồ hấp, đồ luộc, thậm chí là không ăn gia vị, không ăn quá ngọt, không ăn quá mặn. Thật ra như vừa câu trưa trước anh cũng có nhắc đến là hãy biến cái việc ăn uống khoa học, tập luyện khoa học trở thành một cái lối sống hàng ngày, đừng biến nó trở thành một cái áp lực cho bản thân mình đấy. Vậy nên trong quá trình giảm cân các bạn chỉ cần nắm một yếu tố chính, đó là cái hàm lượng các bạn ăn hàng ngày bao nhiêu, cảm thấy cơ thể mình khỏe ổn, sau đó cái hàm lượng calorie các bạn đốt được bao nhiêu, và hãy luôn cân bằng cái mức độ là calorie in nó phải ít hơn calorie các bạn out, nhưng mà ít hơn với mức vừa phải. Ví dụ một ngày các bạn có thể cân đong đo đếm được là cơ thể các bạn có thể đốt được khoảng 1.300 calorie. Bây giờ các bạn đang muốn giảm cân thì các bạn nên cân đối làm sao cái hàm lượng calorie các bạn ăn tổng một ngày á, so với 1.300 calorie đốt ra thì nhích xuống khoảng tầm 1.100 hoặc 1.200 thôi, chứ đừng nên để cho nó thấp quá. Tại vì có nhiều bạn nó mong muốn là giảm cân, cái bắt đầu là phải quyết tâm đang máu lửa nên phải muốn giảm cho nhanh, thành ra các bạn cắt luôn xuống còn dưới thậm chí là 1.000 calo một ngày, thậm chí là còn có 900 calo, thì nó sẽ có một cái hậu quả rất là nặng nề. Hậu quả ở đây là các bạn có thể giảm cân đó, nhưng mà các bạn sẽ bị mất cơ, rồi cơ thể các bạn sẽ rất là yếu và cơ thể của bạn không đủ năng lượng để cho các hoạt động sinh hoạt khác, ví dụ như là học tập cũng như là làm việc à, thì cơ thể các bạn sẽ dần dần giảm cân nhưng mà theo cái chiều hướng đi xuống, nó không có tốt và các bạn cũng không bao giờ duy trì được nó lâu dài. Nên mình nhấn mạnh, rất nhấn mạnh một điều là hãy xem việc giảm cân nè, ăn uống khoa học và tập luyện là một cái việc duy trì lối sống tốt cho bây giờ và cho sau này luôn, nó cần tính lâu dài. Em mới nhận được một comment từ một bạn khán giả, bạn đã có nói như thế này: khi mà mình tập luyện xong xuôi á, thì cơ thể của mình cảm thấy rất là đói, và cái lúc đó là cái lúc mà mình nên nạp năng lượng nhiều bổ sung, thì cơ thể có một cái gọi là sự phục hồi nhanh hơn để hôm sau mình có thể tập tiếp những cái bài tập nặng, và nó sẽ giúp cho quá trình giảm cân tốt hơn. Vậy thì quan điểm này đúng hay sai vậy anh? Anh nghĩ là đúng á, giống như anh nói, sau khi tập luyện xong cơ thể chúng ta trải qua một cái quá trình rất là stress, chúng ta vận động nặng, chúng ta tiêu hao rất nhiều năng lượng, thì cái việc nạp dinh dưỡng sau buổi tập là cực kỳ quan trọng. Nên các bạn cũng phải chú ý những cái thực phẩm mà các bạn nạp vào sau buổi tập. Các bạn có quyền lựa chọn các món các bạn thích, nhưng các bạn nên có trang bị những kiến thức căn bản về dinh dưỡng để lựa chọn món ăn cho nó thật sự là hợp lý và tốt cho cơ thể trong thời điểm sau khi tập. Rồi, một ví dụ đơn giản, sau khi tập cơ thể chúng ta đang có một cái quá trình chuyển hóa cực kỳ tốt. Thay vì các bạn sẽ ăn ngay một cái hamburger thật là to, double phô mai, nhiều rau, rồi nhiều thịt bò luôn. Nhưng mà các bạn phải hiểu là cái hàm lượng năng lượng calorie trong một cái hamburger nó quá lớn, quá nhiều. Nó và cơ thể chúng ta nó không cần đến cỡ đó đâu. Các bạn có thể thay thế bằng những cái thực phẩm nó đơn giản hơn, lành tính hơn. Ví dụ như các bạn thấy là đập có thể ăn cơm cũng được, nhưng mà cân đối cái hàm lượng cơm lại nó khoảng tầm 30-40%. Kế bên đó là các bạn phải nạp cái hàm lượng protein, có thể lựa chọn những loại hàm lượng protein chất đạm tốt như là cá này, gà này. Đương nhiên gà thì các bạn cũng nên đừng nên ăn da rồi thì nó rồi bò, hoặc là những thực phẩm thật sự bây giờ kiến thức căn bản về dinh dưỡng rất nghĩ mọi người đều biết. Nhưng cái điều quan trọng nhất là cần cân đối cái hàm lượng nạp vô sau buổi tập, lựa chọn những thực phẩm tốt để cho cơ thể mình có được nguồn dinh dưỡng tốt nhất sau khi tập luyện, để giúp cho việc hồi phục tốt hơn. Và cũng nên nhớ cái việc hồi phục cơ thể rất quan trọng, tại vì khi các bạn tập cơ thể các bạn là đang khiến cho nó bị phá hủy, giống như cơ các bạn sẽ bị rách ra những cái lỗ nhỏ li ti nè, và sau đó quá trình từ sau khi tập cho đến buổi tối các bạn ngủ sớm nghỉ ngơi chính là cái quá trình hồi phục cơ thể một cách tối ưu. Vì vậy những cái thực phẩm các bạn ăn vào sau khi tập nên lựa chọn thật kỹ và cân đối cái hàm lượng cho đúng đấy, và đừng quên là ngủ sớm để cơ thể chúng ta có thể hồi phục tốt nhất, vì sau ngày hôm nay ngày mai là buổi tập kế tiếp rồi. Nên cái thời gian các bạn đi tập xen kẽ với nhau á, thì các bạn cần phải lưu ý cho cái việc hồi phục rất là nhiều. Anh Chắc ơi, vậy thì anh nghĩ sao về quan điểm là khi mà mình tập cardio nhiều, tim mạch mình khỏe, nó sẽ giúp mình đốt nhiều mỡ hơn. Vậy thì mình càng tập cardio thì cái quá trình giảm cân của mình càng nhanh. Vậy quan điểm này đúng hay sai ạ? Câu này thì anh cũng 50-50, không đúng không sai, nhưng anh sẽ giải thích cho nó kỹ hơn để cho mọi người hiểu rõ về câu này. Về vấn đề tập luyện
thì các bạn phải hiểu là cơ chế giảm cân mình không nhắc lại nữa, đó là calorie in và calorie out. À, rồi tập cardio nhiều thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một thể lực tốt, nhưng các bạn phải hiểu là khi các bạn muốn giảm cân hiệu quả và duy trì ở cái mức độ calorie đốt một ngày của cơ thể nhiều á, thì các bạn cũng cần kết hợp thêm một số bài tập liên quan đến phát triển các nhóm cơ. Tại vì khi một cách đơn giản thôi, giống như mình có một cái ví dụ hay cho các bạn này, một chiếc xe quay nó có 110 phân khói đi, thì cái lượng tiêu thụ xăng của nó so với một chiếc mô tô 1000 phân khói đi, nó sẽ ít hơn. Đương nhiên là ví dụ như là xe quay một lít có thể đi được một quãng đường là cho ví dụ như là 30 cây đi, nhưng mà đối với chiếc xe mô tô thì với công suất nó 1000 phân khói thì một lít nó chỉ chạy được có tầm 8-9-10 cây là coi như là hết sạch rồi. Thì nó cũng tương ứng với cơ thể của chúng ta là sao. Ví dụ như em, lượng cơ trên cơ thể của em nó giống như phân khói của chiếc xe quay 110, là rất là ít và rất là nhỏ. Nên khi em đi lại, em làm việc và em thực hiện các hoạt động, động tác tập luyện hàng ngày, thì cái năng lượng tiêu thụ mà cơ thể em cần á, nó sẽ ít hơn so với lại cơ thể của anh. Ví dụ cơ thể của anh là có lượng cơ bắp, anh tập luyện các nhóm cơ nó nhiều hơn em, thì khi việc đi lại, đi đứng, nằm ngồi, làm việc, chơi thể thao của anh nó sẽ cần ngốn năng lượng nhiều hơn so với lại cái có động cơ trên cơ thể của em. Đấy, thì mình chốt lại đó là khi tập luyện để giảm cân, các bạn cần phải kết hợp giữa tập cardio để giúp có một thể lực tốt này. Bên cạnh đó nên xen kẽ những buổi tập về cơ để phát triển các nhóm cơ, giúp cho cơ thể chúng ta có cái khả năng đốt và tiêu thụ cái năng lượng thừa một cách hiệu quả nhất. Anh Nhất ơi, em có nhận được một câu hỏi từ một bạn khán giả. Bạn đó có nói như thế này, luyện tập nhiều nhưng mà không giảm được cân nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Vậy thì quan điểm này đúng hay sai vậy anh? Anh thấy cũng tương đối đúng. Nó có hai cái ảnh hưởng anh thấy là nhiều nhất luôn. Đầu tiên ảnh hưởng về chính cơ thể sức khỏe của mình là ở chỗ này. Là khi các bạn tập luyện nhiều, các bạn thấy không có kết quả đi, đôi khi các bạn sẽ lại nghĩ là mình tập không đủ, các bạn lại cố gắng tập cho nặng lên, rồi cường độ tập luyện nhiều hơn, các bạn lại dành thời gian ra, thì vô tình các bạn sẽ bị một vấn đề rất là thường gặp, đó là dễ bị chấn thương. Mình tập luyện mình thấy không có kết quả, cái bắt đầu mình tập cho nặng lên, mình cố mình tập nặng thì hy vọng nó sẽ giảm. Chạy cho nhiều, tập cho nhiều thì thành ra nó ảnh hưởng đến đặc biệt chấn thương nhiều nhất, và anh thấy đó là về xương khớp. Ví dụ như các bạn dành thời gian chạy nhiều hơn, cái khớp gối của các bạn không để ý, rồi cái thắt lưng của các bạn đang có một cái vật gọi là nhóm cơ lưng các bạn rất yếu đi, mà các bạn cứ tập luyện nặng rồi các bạn không có điều chỉnh cơ thể mình theo, không lắng nghe nó, thì thành ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể chúng ta là dễ chấn thương rất là nhiều. Rồi ảnh hưởng thứ hai anh thấy cũng rất là nhiều luôn, đó là về ảnh hưởng về tâm lý. Thật sự tâm lý là nhiều nhất. Các bạn cứ thử tưởng tượng đi, các bạn tập rất là đều đặn, ai khi mới bước vào phòng gym cũng rất là năng lượng tích cực luôn, đi tập cố gắng ăn kiêng rồi cố gắng tập đều này kia, nhưng cuối cùng đo ra cái thành ra thấy cơ thể cảm thấy kết quả nó không có thay đổi gì cả, thì tâm lý đầu tiên của các bạn sẽ là gì? Tâm lý bị chán nản. Mà cái tâm lý tinh thần các bạn chán nản á, thì các bạn sẽ rất là tiêu cực, các bạn sẽ không còn một cái động lực nào máu lửa giống như thời lúc ban đầu các bạn mới tập. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đấy. Rồi các bạn sẽ bị lo lắng, rồi lo âu, rồi suy nghĩ đủ thứ mọi cách, tại sao, đặt ra những câu hỏi làm sao mình tập nhiều mà lại không có kết quả. Thì cái ảnh hưởng mà anh thấy cũng nhiều nhất đó chính là về tâm lý như vậy. Thì quá trình tập luyện á, nó cần có cái thời gian, và các bạn phải biến nó thành một cái gọi là cái điều hứng thú và cái sở thích để các bạn đi mỗi ngày, hoặc thậm chí là cách ngày, và phải duy trì trong nó nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là cho suốt cuộc đời của mình. Nó là một cái việc hàng ngày chúng ta nên làm, giống như ăn cơm vậy đó. Vì vậy, việc mà tập luyện thời gian dài mà không có kết quả nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng với cái tâm lý của các bạn. Thì coi khi là anh thấy có rất là nhiều bạn tập một thời gian xong thấy không có kết quả, lại mất tiêu, không có động lực, nghỉ luôn. Vậy thành ra các bạn sẽ bị gián đoạn cái việc tập luyện, và có nhiều bạn cũng sẽ bị mất niềm tin vào cái việc tập luyện, là không có giảm nữa, không giảm được, nên các bạn bỏ phế luôn. Thành ra cơ thể các bạn sẽ càng lúc càng xấu đi, thậm chí là nhiều khi cơ thể các bạn sẽ không được khỏe theo thời gian. Đấy, ảnh hưởng rất là nhiều ở chỗ đó. Anh Nhất, anh nghĩ sao về quan điểm mà tập luyện lâu mà không có kết quả là cũng là một phần nguyên nhân do cơ địa? Vậy quan điểm này đúng hay sai à? Anh cũng không biết đúng sai, nhưng mà anh nghĩ là nó do một phần cơ địa ở đây á, thì anh nghĩ là cơ địa giống như nói vui thôi, là cơ địa lười hoặc là cơ địa không có tính kiên trì thôi. Thật sự anh nói, đối với cơ thể của chúng ta
việc giảm cân hay là việc tăng cơ nó đều có cái một cái công thức hết rồi. Các bạn cần phải có một cái niềm tin, và thật sự việc giảm cân á, trong cái thời gian anh làm việc trong nghề á, là có đã giúp cho rất nhiều nhiều người có tâm lý đã từng suy nghĩ không thể giảm cân mà đã thành công trong việc giảm cân rồi. Thì cái điều anh muốn chia sẻ ở đây với mấy các bạn đi, cái điểm mấu chốt nhất á, cơ địa ở đây các bạn có thể nói là một số bạn có form xương rộng đi, xương to, rồi có nhiều bạn hay nói là cứ ăn rất là ít, thậm chí một ngày ăn có một cử mà vẫn mập, vẫn bị tăng cân, không giảm cân được. Nhưng các bạn, những bạn đó, mình muốn các bạn tìm hiểu kỹ hơn về những kiến thức căn bản về dinh dưỡng, về tập luyện, thì các bạn sẽ hiểu một điều, đôi khi các bạn muốn giảm cân, giống như những khách hàng mà Jack gặp được á, thì Jack sẽ thường cho họ ăn một ngày thậm chí là 4 cử luôn, có người ăn 5 cử luôn, nhưng họ vẫn giảm cân. Tại vì á, mình tính toán được là trong tổng cộng 5 cử ăn đó hàng ngày, mình có thể ra được mỗi công thức là bao nhiêu calorie cho họ nạp vào. Kết hợp với lại cái cơ thể của họ có một cái mức độ chỉ số BMR hoặc là cái chỉ số TDEE có thể tính ra được là năng lượng của họ một ngày có thể đốt được kết hợp với việc tập luyện tại phòng gym là bao nhiêu. Thì mình ra một cái công thức, và cái điều cốt lõi nhất sau khi mình tính toán rồi á, chính là cái sự kiên trì của chính cái người tập luyện là các bạn. Cái thứ hai là cái tinh thần của các bạn và cái mục tiêu các bạn đã đặt ra, các bạn có sự quyết tâm hay không, và các bạn có làm chủ và thắng được bản thân mình hay không, thì nó mới có thể đạt được kết quả là giảm cân. Còn về cơ địa thì rất không muốn nói đến, tại vì cái đó không phải ảnh hưởng nhiều đâu. Quan trọng nhất vẫn là cái sự kiên trì, cái sự tin tưởng ở bản thân mình và cái sự khoa học trong cái việc tính toán trong cái vấn đề giảm cân đấy. Nên các bạn hãy cứ tự tin lên, cố gắng tìm tòi những cái kiến thức căn bản, thậm chí các bạn có thể đặt câu hỏi với Jack sẽ chia sẻ hết tất tần tật những cái kỹ năng giúp cho các bạn thể giảm cân một cách hiệu quả và biến nó thành một cái công cụ đồng hành với các bạn đi suốt cuộc đời sau này. Vì chính các bạn thay đổi được, các bạn giảm cân được, các bạn tin vào nó thì các bạn mới có thể chia sẻ và giúp đỡ cho những người xung quanh hoặc là gia đình của mình nữa. Nên việc giảm cân là một việc rất đơn giản, nó chỉ cần các bạn ở cái sự ý chí, sự kiên cường và niềm tin. Vì công thức và cái phương pháp là nó có sẵn hết rồi, ai cũng biết điều đó. Nên việc còn lại để có thể giảm cân được chính là ở bản thân của mình, ở chính các bạn đó. Thì các bạn phải thắng được bản thân mình này. Đấy, lâu lâu các bạn đang nhịn ăn kiêng, cái bắt đầu bạn bè rủ đi uống trà sữa, các bạn có chiến thắng được cái đôi việc đó hay không? Rồi tới tối anh em rủ đi nhậu một bữa, lâu lâu mà nhậu một bữa, các bạn có chiến thắng được cái sự cám dỗ đó hay không? Rồi các bạn ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều rất là nghiêm túc, ăn gạo lứt, ăn đồ luộc, đồ hấp, tự nhiên đến chiều tối các bạn lại đi ngang một quán ốc, các bạn nghe cái mùi quá thơm, các bạn kiềm chế được hay không? Hay là các bạn lại có một cái sự nới lỏng cho bản thân mình là thôi, mình ghé vào mình ăn tí chắc không sao. Nhưng mà các bạn nên biết, đó chính là cái mấu chốt của cái việc giảm cân có thành công hay không. Đấy, nên mình khuyên chân thành, việc giảm cân nó nằm ở chính bản thân mình đây nè. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình và anh Jack trong chủ đề lần này nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến dinh dưỡng, luyện tập hay là sức khỏe, các bạn đừng ngại ngùng mà hãy comment ngay dưới livestream này. Mình và anh Jack sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn ở số sau. Mình là Minh Hằng. Mình là Jack Phan. Xin chào và hẹn gặp lại.